mọi người, Bethany vừa cho ra là một website bethany.edu.vn và đây sẽ là một trang web cung cấp về khóa học của Bethany, trong đó có những khóa học sẽ miễn phí và sẽ có những khóa học là tính phí. Và những khóa học tính phí sẽ có những giá trị rất là nổi bật và những cái này sẽ không có trên YouTube nhé. Rồi tiếp theo ở trên cái trang bethany.edu.vn mọi người sẽ được cập nhật về những blog, những tin tức về Facebook cũng như là TikTok và Google tất tần tật. Và đây là trang web mà bên mình đã thử nghiệm và demo rất là kỹ lưỡng, rất mong mọi người ủng hộ. Hello, xin chào mọi người đến với kênh video của Bethany Marketing. Thì hôm nay chúng ta lại đến với chủ đề testing phần 2. Đó, thì câu hỏi sang ngày nó sẽ khó hơn và sắp tới Bethany dự kiến là sẽ làm một cái clip để mọi người check cái kiến thức của mọi người nằm ở mức độ bao nhiêu và mình sẽ up nó ở trên kênh trên web bethany.edu.vn để mọi người có thể tiện vào trong đó để check nha. Thì nó sẽ phân theo cấp độ để mọi người đánh giá được là hiện tại là mọi người nằm ở mức độ bao nhiêu, để chúng ta biết là chúng ta cần bổ sung kiến thức gì và chúng ta cần phải có một cái hành trang gì cho cái việc mà cập nhật kiến thức mới từ Facebook Ads ha. Rồi thì quay lại chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào cái phần là câu hỏi và trả lời. Vẫn như vậy, mọi người đánh giá xem là mọi người được bao nhiêu điểm thì hãy bình luận ở phía dưới comment của mình nha. Rồi câu đầu tiên là quá trình máy học của Facebook được diễn ra trong bao lâu? Rồi A diễn ra với 30 kết quả và trong 5 ngày. B diễn ra với 50 kết quả và trong 7 ngày. C diễn ra với 30 kết quả và trong 7 ngày. Và D là diễn ra với 50 kết quả và trong 7 ngày. Cái câu này nó bị câu D nó bị trùng với lại câu B đó, người thấy không ạ? Câu D đáng lý ra mình sẽ để là diễn ra 50 kết quả và trong 5 ngày nhưng mà nó bị trùng á, thì mọi người cứ coi ha. Thì câu này khá đơn giản rồi. Câu này được gọi là câu vỡ lòng, cơ bản ai cũng sẽ biết. Rồi đáp án của chúng ta đó chính là B. B hoặc D là giống nhau nha. Đó, mà đáp án của mình sẽ là B, là kết quả nó quá trình máy học của Facebook sẽ được diễn ra trong vòng là 50 kết quả và trong 7 ngày. Đó, trong 7 ngày nó sẽ đánh giá được xem là cái tập khách hàng của bạn như thế nào và phân phối làm sao thì nó sẽ phân phối ổn định hơn. Nó giúp các bạn phân phối ổn định hơn. Thì mọi người lưu ý như thế này, khi mọi người chạy chiến dịch tương tác hoặc chiến dịch mass á thì mọi người sẽ thấy không rõ về cái câu chuyện là quá trình máy học, đôi khi là bấm là nó chỉ đang xem xét một hoạt động thôi mà nó không thấy rõ việc quá trình máy học. Nhưng mà khi mà mọi người chạy quảng cáo về chiến dịch là chuyển đổi á, thì mọi người sẽ thấy rõ hơn về quá trình máy học này. Quá trình máy học là quá trình khá là quan trọng để giúp Facebook nhận định được là cái tập khách hàng của bạn hướng tới là ai, để nó phân phối sau này nó chuẩn và nó chính xác hơn. Đó, thì chúng ta lưu ý như thế này là trong 7 ngày bạn phải đạt đủ 50 kết quả. Thì mọi người hãy nhớ kỹ cái phần máy học này để giúp chúng ta tối ưu quảng cáo tốt hơn. Rồi lý do vì sao thì mình có thời gian mình sẽ nói nhiều hơn ha. Thì đây là cái quá trình máy học của Facebook. Rồi câu thứ hai là khi có một nhóm quảng cáo hiệu quả và cho kết quả tốt thì ta nên làm gì? Rồi thì một là tăng ngân sách lên để tăng được cái hiệu quả. Đó, hai là nhân nhóm quảng cáo ra. Ba là bid thầu tay cho nhóm và tăng ngân sách lên. D là nhân nhóm lên khi còn limit và xuất ra tài khoản khác khi tài khoản quảng cáo hiện tại hết limit. Đó, rồi có nghĩa rằng câu hỏi này nó hỏi bạn là gì ạ? Là khi bạn có một nhóm quảng cáo, nghĩa là trong một cái chiến dịch của bạn mà có 5 nhóm đi, mà bạn có một nhóm quảng cáo hiệu quả thì bạn phải làm sao? Đó, còn bốn nhóm quảng cáo còn lại nó bị kém hiệu quả, thì đối với cái nhóm quảng cáo hiệu quả đó bạn sẽ xử lý như thế nào? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái đáp án D. Rồi, có nghĩa là sao ạ? Để mình giải thích ha. Trong một cái tài khoản quảng cáo nó sẽ có một cái gọi là một cái giới hạn chi tiêu. Đó, và ví dụ như cái limit, cái tài khoản của bạn hiện tại là limit của bạn là 1.1 triệu. 1.1 triệu, và trong cái chiến dịch của bạn, bạn có 5 nhóm. Thì khi mà có hết 4 nhóm nó kém hiệu quả, nó có một nhóm hiệu quả đi, thì cái nhóm này quan trọng nhất là bạn đặt ngân sách là bao nhiêu tiền. Ví dụ như bạn đang đặt ngân sách cho nó là 700 ngàn một ngày. Đó, bạn đặt ngân sách cho nó là 700 ngàn một ngày, thì cái nhóm này nó đang hiệu quả. Thì khi bạn nhân nó ra làm 3 hoặc 4 nhóm nữa, hoặc đơn giản là nhân nó 2 nhóm thôi, thì lúc này cái ngân sách của bạn chi tiêu cho 2 nhóm quảng cáo này là bao nhiêu? Là 1.4 triệu. Thì nó vượt qua khỏi cái limit của cái tài khoản đó, thì bắt buộc nó sẽ phải cắt giảm ngân sách cho cái nhóm đang hiệu quả. Nó cắt giảm ngân sách của nhóm này để nó bù vô cái ngân sách của nhân cái bia, để hai thằng này làm sao để nó ra được cái kết quả là 1.1 triệu, người hình dung không? Đồng thời vì như vậy nó vô tình nó ảnh hưởng tới cái nhóm quảng cáo đang hiệu quả. Tại vì nhóm quảng cáo đang hiệu quả, tôi đang chạy ngân sách với 700 ngàn và nó đang hiệu quả rất là tốt, thì tự nhiên khi mình nhân một cái nhóm ra trong khi cái limit nó đã hết rồi, thì cái thằng này nó không được tiêu với cái số tiền nữa, và nó sẽ bị giảm cái chất lượng cái nhóm quảng cáo của bạn đi, giảm đi cái kết quả của bạn. Các bạn hình dung không ạ? Bản chất mình vẫn được phân phối vào cái tập khách hàng đó, bản chất mình vẫn ra kết quả rất là ok, nhưng cái số tiền chi tiêu của nó sẽ bị giảm.
Cho nên là cái điều này nó sẽ không không nên nha. Mà để tốt nhất đó chính là cái việc là chúng ta sẽ xuất cái cam, cái chiến dịch chứa cái nhóm quảng cáo này nè, nhóm quảng cáo hiệu quả nè, qua một cái tài khoản khác. Nếu như cái trường hợp là cái nhóm quảng cáo đó nó không còn limit, cái tài khoản nó không còn limit nữa, thì bắt buộc chúng ta phải đưa qua một cái tài khoản quảng cáo khác để mà nó vẫn tối ưu được cái câu chuyện là, thứ nhất là cái nhóm này vẫn giữ nguyên được cái hiệu quả, và cái thứ hai nữa nó được clone ra một cái tài khoản khác để được crack vào cái tệp khách hàng của cái nhóm này. Nhìn vô mà đó là cái câu trả lời ha. Và hướng xử lý cho cái việc là khi mình có một nhóm quảng cáo hiệu quả thì chúng ta scale nó lên như thế nào, đây là một cái cách. Rồi, giới hạn chi tiêu hay còn gọi là limit trong ngày của tài khoản quảng cáo đó là gì, thì đây là câu hỏi căn bản. A là giới hạn chi tiêu mỗi ngày của tài khoản quảng cáo. B là số tiền hạn mức mà Facebook có thể ứng trước cho bạn để tiến hành quảng cáo. C là số tiền mà bạn nạp vào Facebook. D là tín dụng mà bạn được Facebook cấp cho tài khoản quảng cáo đó. Thì đáp án của nó là A. Không, câu này khá là cơ bản. Limit là gì? Limit đó chính là giới hạn chi tiêu mỗi ngày. Nó khác hoàn toàn với lại là ngưỡng lập hóa đơn. Nhiều bạn rất là nhầm lẫn giữa ngưỡng lập hóa đơn và các limit. Ngưỡng lập hóa đơn thì có nghĩa là số tiền hàng ngày mà Facebook, số tiền mà Facebook nó cấp cho bạn để bạn chạy trong một hạn mức. Còn đối với limit là cái số tiền tối đa bạn được chi tiêu cho cái tài khoản quảng cáo này. Đó, ví dụ như bạn để chiến dịch của bạn là 10 triệu, 50 triệu không quan trọng. Quan trọng là cái limit của nó là bao nhiêu. Ví dụ như limit của nó là đang là 1 triệu mốt, làm sao để chết limit đó? Thì có thể chết bằng code này, có thể chết bằng tay được này ha. Thì khi mà limit nó mới làm là quan trọng, khi mà đặt ngân sách nhóm chiến dịch của bạn là 10 triệu nhưng limit của bạn là 1 triệu mốt thì bạn cũng chỉ chạy được có 1 triệu mốt thôi đó. Thì limit chính là cái giới hạn chi tiêu mỗi ngày của một cái tài khoản quảng cáo. Tiếp, quảng cáo nào có thể chạy được vừa hình và video? A. Quảng cáo hình ảnh và video. B. Quảng cáo quay vòng. C. Quảng cáo bộ sưu tập. Nhiều bạn chưa biết về quảng cáo bộ sưu tập đó. Quảng cáo bộ sưu tập là quảng cáo canvas, ngày xưa nó là canvas. Rồi D là quảng cáo quay vòng và quảng cáo của bộ sưu tập. Rồi, câu hỏi của mình là gì? Câu hỏi của mình là quảng cáo nào vừa có thể chạy chung trong một cái khung quảng cáo á, vừa có thể chiếu hình được và vừa có clip trong đó được. Đó, thì nó có những cái mẫu quảng cáo như thế nào? Tại sao các bạn phải nắm những cái này? Tại vì khi mà bạn nắm được mẫu quảng cáo thì bạn sẽ biết được rằng là chúng ta, khách hàng của bạn thích cái mẫu quảng cáo như thế nào để các bạn tối ưu các bạn sản xuất nội dung. Bản chất nó là vậy. Đó. Rồi, vậy đáp án của chúng ta đó chính là quảng cáo quay vòng và quảng cáo bộ sưu tập. Quảng cáo quay vòng thì mọi người khá là quen rồi ha. Thì nó có nhiều cái khung như thế này, thì có thể chèn hình ở đây rồi chèn clip ở đây đó, thì có thể chúng ta sẽ xáo trộn cái nội dung đó được đó. Đó là dạng quảng cáo quay vòng. Tại vì khi mọi người chạy mét á, mọi người chạy tin nhắn á, thì mọi người sẽ quen với quảng cáo quay vòng, nhưng quảng cáo bộ sưu tập thì rất là nhiều người ít người biết tới. Thì quảng cáo bộ sưu tập nó sẽ phù hợp với lại là những ai đang muốn lôi kéo khách hàng về website đó, chuyển đổi khách hàng về website nó khá là ok. Và cái ông mà vận dụng nhiều nhất của ông này của quảng cáo quay vòng, của quảng cáo bộ sưu tập á, mà tôi thấy á, là ông Thế Giới Di Động. Ông sử dụng cái mẫu quảng cáo này rất nhiều đó, hoặc là FPT đó, thì nó sử dụng cái mẫu quảng cáo này rất là nhiều. Rồi, bản chất là người ta không tập trung vào cái việc là chuyển đổi, không tập trung vào cái chuyện là làm sao để tạo ra đơn hàng nữa, mà người ta tập trung là làm sao để tạo được cái độ phủ và thu hút được nhiều người xem nhất về cái web của họ. Thì quảng cáo quay vòng nó rất là phù hợp, nó mang tính gọi là tạo traffic hơn ha. Đó, thì quảng cáo cái thứ hai nữa, quảng cáo bộ sưu tập này phù hợp với những ai đang có cái cửa hàng trên bay của mọi người mà còn cửa hàng á, và mọi người vẫn còn hoạt động cửa hàng được á, thì lúc đó mọi người set quảng cáo bộ sưu tập mọi người sẽ rất là hay. Bởi vì nó có thể chọn catalog, nó hiện ra tất cả các danh mục sản phẩm. Thì cái bộ sưu tập này nó sẽ là dạng như giống như là một cái landing page vậy đó, nó một cái web mini, một cái nơi để giới thiệu sản phẩm của các bạn. Và bạn có thể thiết kế trên đó và tăng được cái người truy cập dựa vào cái việc là nó có thể chạy khi mà trong cái mẫu quảng cáo của bạn có thể vừa hiện viết được, vừa hiện hình được và hiện tiêu đề trên cái giữa cái clip và cái hình luôn, rất là đẹp. Nó mẫu quảng cáo này mình đánh giá rất là đẹp, mà mình không biết là tại sao không áp dụng cho thằng Mess hoặc là thằng tương tác nha, mà nó chỉ áp dụng cho lĩnh vực là quảng cáo là lưu lượng truy cập hoặc là chuyển đổi. Đó, thì tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người kỹ hơn về bộ sưu tập, bởi vì đối với mình thấy cái mẫu quảng cáo này nó khá hay và khá độc đáo. Rồi, câu số 5, mẫu mô phỏng GitHub dùng để làm gì? Một là mẫu thiết kế quảng cáo trước được tối ưu quảng cáo cho từng vị trí hiển thị.
B là mẫu canvas chuyển đổi giúp bạn tối ưu quảng cáo chuyển đổi và lưu lượng truy cập. Câu B là hồi nãy mình giải thích rồi cho nên là chắc là mọi người biết là câu B không đúng đúng không? Canvas đó chính là chạy quảng cáo, về cái mẫu quảng cáo là bộ sưu tập rồi thì nó không phải là GitHub ha. GitHub là trung tâm quản lý dữ liệu tập khách hàng được mô phỏng theo hành vi. D là dữ liệu quảng cáo được lưu trữ giúp quảng cáo mô phỏng lại thói quen người dùng và phân tích phân phối phù hợp. Đó, thì mẫu mô phỏng GitHub này dùng để làm gì? Đó, 3 giây bắt đầu. Test thử em. Suy nghĩ xem nó sẽ là cái gì. Câu B là sai rồi đó. Đó, chỉ còn lại là câu A, câu C hoặc câu D. Đáp án là mẫu thiết kế quảng cáo trước được tối ưu quảng cáo cho từng vị trí hiển thị quảng cáo. Mẫu GitHub rất hay nha mọi người. GitHub rất là hay tại vì sao ạ? Khi mọi người thiết kế ra một clip nó có tỷ lệ là một một đi thì nó sẽ phù hợp với new feed hơn là phù hợp với lại là vị trí của thằng Reel đó, và cái vị trí của thằng Facebook Story. Tại vì Facebook Story và Reel thì nó phù hợp với lại là tỷ lệ 9:16, với lại nghĩa là tỷ lệ full khung hình, đúng không? Full khung hình. Còn tỷ lệ 1:1 là tỷ lệ vuông, hoặc là mọi người thiết kế một cái hình chữ nhật thì nó phù hợp với new feed hơn đó. Cho nên là GitHub nó sẽ giúp tất cả các bạn là khi bạn tạo trong đó, bạn tạo trong GitHub thì bạn sẽ nhận định được rằng là cái mà người ta thấy được ở cái vị trí là new feed và cái mà người ta thấy được ở vị trí là grill nó có chuẩn hay chưa, và mình có thể thay đổi được. Ví dụ như một bức hình mình cũng cùng một cái chiến dịch quảng cáo nha, cùng một nhóm quảng cáo và cùng một bài quảng cáo luôn, nhưng mỗi vị trí quảng cáo mình có thể hiển thị nội dung khác nhau. Ví dụ như hình ở new feed mình để dạng 1:1 và hình ở ở vị trí grill mình có thể đổi lại thành là hình 9:16, làm sao để nó tối ưu nhất. Tại vì tránh trường hợp như thế này, bạn thiết kế một bức hình nó có cái tỷ lệ là 9:16 đi, là tỷ lệ dọc như thế này, nhưng mà bạn chạy luôn new feed thì nó chỉ thấy được cái đoạn giữa thôi, những cái tiêu đề ở phía trên phía dưới nó nằm lọt khỏi khung hình, dẫn tới câu chuyện là chúng ta bị mất đi những cái điểm nhấn mà chúng ta mong muốn đó. Cho nên GitHub nó sẽ giúp tất cả các bạn nhận định được xem là khách hàng họ thấy như thế nào ở cái mẫu quảng cáo của bạn, ở cái vị trí hiển thị quảng cáo đó đó. Khá là hay nha, chúng ta có thể tham khảo thử cái này nha, để test xem là chúng ta đang bị tối ưu, nó bị sai đúng hay không. Thì mọi người có thể check thử nha. Tiếp, setting bình luận. Setting là bình luận á, bình luận chim mồi đa tầng là gì? Một là tạo nhiều bình luận thu hút người xem. B là tạo nhiều bình luận ở nhiều vị trí khác nhau như là ở profile, ở group hoặc là ở bay. C là bình luận nhiều lớp trên nhiều lớp, tạo sự phản hồi trên cùng một bình luận. Cái gì trên đó có nghĩa là tạo một cái bình luận nhiều lớp, tạo sự phản hồi trên cùng một cái bình luận. D là bình luận thật nhiều vào một cái bài quảng cáo. Thì setting hay là bình luận chim mồi đa tầng là gì? Thì 3 giây bắt đầu. Tại sao lại phải làm cái này? Thì mình có đáp án xong tôi sẽ giải thích cho các bạn cái điều này nó sẽ ảnh hưởng tới quảng cáo của các bạn. Đáp án C là bình luận nhiều lớp để tạo sự phản hồi trên cùng một bình luận. Rồi, thay vì mọi người đi setting là mọi người sẽ làm như thế này. Mọi người tạo ra một cái bài quảng cáo và mọi người cho bot vào nhắn. Ví dụ như mọi người vào nhắn là inbox cho tôi đi, để là dấu chấm nè, rồi mọi người để lại là tôi cần tư vấn vân vân, đúng không ạ? Và nó không tạo ra cái độ phản hồi và nó không tạo ra tự sự tương tác từ người xem quảng cáo và nó không có tỷ lệ giữ chân người xem quảng cáo, thì Facebook nó sẽ dựa trên cái đó để nó đánh giá điểm chất lượng của bài quảng cáo có phù hợp với đối tượng quảng cáo hay không. Đấy, cho nên khi mà chúng ta tiến hành setting đó, thì chúng ta ví dụ bây giờ đây là cái mẫu quảng cáo và mọi người vào mọi người bình luận đó, mọi người vào bình luận xong là mọi người sẽ lấy một cái nick, đúng không? Mọi người sẽ lấy một cái nick chính, một cái fanpage của mọi người phản hồi lại. Ví dụ như bạn để là tư vấn tôi giới thì cái ông chủ fanpage á thì ông sẽ phản hồi là check inbox bạn nha, rồi mình lại phản hồi vô trong cái bình luận đó luôn, nghe vô trong bình luận luôn. Vâng, tôi đã check bình luận rồi, cho tôi hỏi là cái giá này nó có ưu đãi nữa hay không, thì cái fanpage đó lại tiếp tục trả lời. Có nghĩa là mình tạo ra nhiều tầng nhiều lớp, hình dung không? Thay vì hiện tại bạn chỉ bình luận một lớp vào thôi, có nghĩa là bạn comment vào đúng cái bài quảng cáo đó thôi. Còn bây giờ mình sẽ làm lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ bốn, có nghĩa là bình luận đa tầng nó sẽ giúp Facebook đánh giá được rằng là cái mẫu quảng cáo này có thu hút được cái người xem hay không, dựa vào cái tỷ lệ phản hồi của họ đối với quảng cáo đó.
chứ không phải là cái việc là họ bình luận là ok, họ bình luận thì Facebook nó sẽ đánh giá là cái mẫu quảng cáo này nó sẽ phù hợp với những người này người này người này, nhưng khi bình luận đa tầng thì nó sẽ đánh giá là cái điểm chất lượng của cái bài quảng cáo này nó phù hợp với cái đối tượng, tại vì người ta mới phản hồi nhiều hơn đó, và cái nó khiến cho cái chất lượng quảng cáo của các bạn nó sẽ có điểm tốt hơn. Về điểm chất lượng quảng cáo nó chia ra rất là nhiều loại, ví dụ như là điểm dưới trung bình, điểm điểm dưới trung bình hoặc là điểm trung bình, nó khá điểm chất lượng quảng cáo á, nó có nhiều cái lớp đánh giá đó, thì khi mà dựa vô cái đó nó sẽ đánh giá tốt hơn, thì cái điểm chất lượng phân phối quảng cáo của bạn nó sẽ tốt hơn, và nó sẽ giúp cho cái bài quảng cáo của bạn nó thu hút và nó rẻ hơn nó khác với lại là bây giờ hiện tại setting nó khác với hồi xưa mọi người chỉ cần bình luận thôi, nhưng mà giờ người xem họ cũng sẽ thấy là cái ở trong đây người ta bình luận sôi nổi nè và người ta tương tác tốt, thì có khả năng là cái bài quảng cáo này nó rất là chất lượng đó. Thì mọi người lưu ý nha, đó là chim mồi đa tầng, hay gọi là setting này, hay là bình luận này, hay là chim mồi này, thì gọi là khi mà làm đa tầng nó sẽ là như thế nào và nó để làm gì, pixel dùng để làm gì, để ghi nhận dữ kiện ở landing page hoặc website, để giúp quảng cáo thông minh hơn và tối ưu hơn, để retargeting hiệu quả và tạo tập khách hàng chất lượng, để quảng cáo rẻ hơn và đo lường chính xác hơn. Theo bạn pixel là gì? Rất nhiều người gọi là thần thánh hóa pixel và nghĩ pixel nó là cái gì đó rất là khủng khiếp, nhưng thật chất bản chất pixel nó chỉ để ghi nhận dữ kiện thôi, nó không giúp quảng cáo của bạn thông minh và tối ưu hơn, và nó không giúp bạn retargeting hiệu quả hơn, và nó không bao giờ giúp cho bạn quảng cáo của bạn rẻ hơn hay đo lường chính xác hơn. Tại sao có rất nhiều người người ta chia sẻ là pixel nó sẽ giúp cho quảng cáo của bạn thông minh hơn, giúp cho bạn retargeting tốt hơn và quảng cáo của bạn rẻ hơn? Điều đó không sai, nhưng nó chỉ đúng với điều kiện là pixel của bạn được dạy và được nuôi thông minh. Bạn hình dung pixel nó chỉ là một mã ghi nhận sự kiện được đặt vào landing page hoặc website hết, nó không có một cái gì thần thánh hết trơn á, và nó là một đứa con nít, nó chả biết gì hết trơn á. Thì bạn mới dạy cho nó bằng cách gì ạ? Bằng chạy quảng cáo, bằng chạy quảng cáo nhiều mục tiêu, ví dụ như lưu lượng truy cập nè, lượt tương tác nè, lượt tin nhắn gì đó, và đổ dữ kiện về về cái nơi chứa pixel á. Ví dụ như bạn gắn pixel ở Ladybay thì bạn đổ dữ kiện về trong đó để cho Facebook họ học được, bắt đầu họ học. Những người đó họ truy cập vô Facebook nó sẽ phân loại ra, cái con pixel này nó sẽ phân loại là thằng nào là chỉ truy cập thông không thôi, thằng nào là click vào nút nút này, thằng nào là click vào nút kia, và từ đó nó mới khôn lên. Mà quan trọng nó khôn hay không là do cách mình dạy và cách mình nuôi. Mình dạy nó đúng sự kiện, mình dạy nó cái nút đó là nút mua hàng, mình dạy đó cái nút đó là hoàn tất đăng ký, thì đó là do mình dạy. Nếu mình dạy nó khôn thì nó sẽ khôn đó, còn nếu mà mình dạy mà mình sẽ đúp sai thì nó sẽ ngu ngay từ đầu. Và khi mà nó đã ngu rồi thì tôi nói với bạn, bạn chạy quảng cáo trên cái con pixel đó càng lúc càng nát. Và khi mà bạn retargeting, có nghĩa là bạn sử dụng, bạn moi con pixel đó ra để bạn lấy, bạn chạy quảng cáo lại, bạn tiếp thị là những người đó lại càng nát đó, tại vì bản chất nó đã được dạy sai ngay từ đầu đó. Thì mình hình dung như thế này, con pixel đó là một đứa con nít, một đứa con nít nó không biết gì hết, mà bạn dạy sai nó thì nó lớn lên, con pixel càng lúc càng lớn mà, đúng không, càng lớn nó sẽ càng ngu, rõ ràng mà. Còn một đứa mà con nít mà nó đã bạn dạy nó đúng ngay từ đầu, nó thông minh, nó khôn lên, thì càng lúc nó càng lớn nó lại càng khôn và nó sẽ giúp bạn kiếm tiền được đó. Thì pixel nó là như vậy thôi, pixel nó bản chất nó chả có một cái gì cả, nó là một cái mã ID dùng để theo dõi sự kiện trên landing page hoặc là website đó nha, đừng có thần thánh hóa nó. Rồi tần suất là gì và dùng để làm gì? Tần suất là số lần hiển thị quảng cáo cho một người, dùng để đo lường cái độ rộng của tệp, giúp đánh giá được quảng cáo đã được bão hòa hay chưa. Là số người tiếp cận được trong một ngày, giúp phản ánh được độ rộng của tệp tiếp cận. C. Tần suất là độ lặp lại của quảng cáo trong một giai đoạn, giúp phản ánh được tệp đó có chồng chéo hay không. D. Tần suất là tỷ lệ người tham gia xem quảng cáo, giúp đánh giá được hiệu quả từ quảng cáo. Theo bạn tần suất nó là gì? Tần suất rất quan trọng nha, tần suất rất là quan trọng. Một trong những trong bốn chỉ số quan trọng nhất của quảng cáo Facebook đó là tần suất. Rồi, đáp án của chúng ta A. Tần suất nó chính là số lần hiển thị quảng cáo cho một người, dùng để đo lường được độ rộng của cái tệp đó và đánh giá được là quảng cáo này được bão hòa hay chưa. Rồi, thì tần suất, quay về câu chuyện tần suất là gì, thì chúng ta phải tính xem, ra ta hiểu công thức tính tần suất. Tần suất sẽ bằng số lần hiển thị chia cho số người tiếp cận. Rồi, thì ví dụ như bây giờ một cái chợ đó nó có 10 người,
Thì khi mà bạn hiển thị quảng cáo tới 10 người đó, thì nếu mà bạn hiển thị quảng cáo 10 lần thì tần suất của bạn sẽ là 1. Nhưng bạn hiển thị quảng cáo 20 lần thì tần suất nó sẽ là 2, tại vì mỗi người sẽ thấy quảng cáo của bạn là 2 lần. Thì nó giúp bạn đánh giá được rằng là tệp của bạn đã tiếp cận hết chưa và nó đã bảo hòa chưa. Độ bảo hòa của một bài quảng cáo dựa vào tần suất. Khi tần suất nó rơi vào khoảng 3, 4, 5 gì đó thì bắt đầu nó sẽ báo là bảo hòa nội dung. Nghĩa là người ta đã thấy cái mẫu quảng cáo này nó quá nhiều lần rồi, mọi người nên thay đổi nội dung đi. Đó. Và mọi người hay hỏi tôi như thế này nè, mọi người vào trong cái phần target thì mọi người sẽ thấy là cái độ rộng của cái tệp, ví dụ độ rộng của cái tệp nó là 10 triệu, nhưng bản chất mọi người sẽ không tiếp cận được hết 10 triệu đó, mà nó chỉ cho mọi người tiếp cận được khoảng là 10% thôi. Là ví dụ như 1 triệu người đi, thì hết 1 triệu người nữa, 1 triệu người hết 1 triệu người đó thì Facebook nó sẽ làm gì? Facebook nó sẽ tiếp tục hiển thị lại. Mọi người hình dung không? Tiếp tục hiển thị lại cho 1 triệu người đó. Nó không có tăng cái số người tiếp cận ra mà nó chỉ tăng cái số lần hiển thị, dẫn tới cái việc là có rất nhiều người họ thấy đi lấy lại cái mẫu quảng cáo của bạn rất nhiều lần rồi. Thì tần suất nó sẽ giúp mấy bạn đánh giá được là quảng cáo của mấy bạn đã tiếp cận hết cái tập khách hàng đó chưa. Và khi mà tần suất nó cao thì nhiệm vụ của chúng ta là nhân nhóm quảng cáo ra để tiếp cận được một cái tập khách hàng khác. Đó, thì tùy theo, nếu mà mọi người hỏi tôi là tần suất bao nhiêu là đẹp, thì tần suất nó tùy theo ngành. Ví dụ như ngành bán lẻ thì phải để nó dưới 2. Nó chỉ tầm khoảng 1.5, 1.6 gì đó là nó ok, bởi vì mỗi người nên thấy ít nhất một lần. Đó là đối với ngành bán lẻ, những cái sản phẩm mà bán trend, bán giá rẻ, người ta thấy một lần người ta không mua là bản chất người ta không có nhu cầu rồi, không cần phải tiếp cận lại lần hai. Nhưng mà đối với một số ngành như là dịch vụ, giống như là thẩm mỹ viện, spa, thì tần suất 2, 3 vẫn không ảnh hưởng, tại vì kích cầu cho người ta xong người ta thấy lại một lần nữa có thể người ta phát sinh nhu cầu, đúng chưa? Đối với ngành dịch vụ đấy thì mọi người phải lưu ý, nó tùy theo cái việc là cái ngành của bạn đang tiếp cận quảng cáo là gì. Số 9, quá trình tiến hành lập hóa đơn của Facebook được diễn ra khi nào? A, khi đến ngưỡng. Lập hóa đơn là gì? Lập hóa đơn là cái giai đoạn là Facebook bắt đầu tính tiền của bạn, đưa ra hóa đơn và bạn trả tiền đó. Rồi, B là khi đến ngày. C, khi ngưng quảng cáo được 3 ngày. Và D là khi đến ngưỡng hoặc đến ngày hoặc khi ngưng quảng cáo được 3 ngày tùy tài khoản. Thì đáp án của chúng ta đó là D. Ha, rất nhiều bạn chỉ suy nghĩ là nó tới ngưỡng là nó thanh toán, không phải. Nếu mà nó cái ngưỡng của bạn hiện tại là 20 triệu đi, tôi giả sử cái ngưỡng của bạn là 20 triệu. Nhưng mà cái ngày thanh toán của bạn là ngày 2. Thì ngày hôm nay bạn chạy ngày 2 tháng 7, ngày hôm nay đang là ngày 1. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 thì ngày 2 tháng 7 nó tiến hành thanh toán, thì cho dù bạn chạy mới có 1 triệu thôi nó cũng sẽ tiến hành lập hóa đơn 1 triệu của bạn nữa khi tới ngày. Và có những tài khoản đặc thù hơn là nó sẽ có một cái dòng nhỏ ở phía dưới là khi bạn ngưng quảng cáo 3 ngày nó sẽ tiến hành lập hóa đơn luôn. Đó, không cần tới ngày, không cần tới ngưỡng luôn, nhưng mà chỉ cần ngưng quảng cáo thôi là nó sẽ tiến hành lập hóa đơn. Cho nên là bây giờ hiện tại quá trình lập hóa đơn của Facebook nó diễn ra có 3 loại. Ha. Thứ nhất là khi đến ngưỡng, khi đến ngày hoặc là khi ngưng quảng cáo 3 ngày. Bid thầu tay là gì? Vì sao? Bid thầu tay vì sao không gắn tiền? Vì sao bid thầu tay? Đó, mọi người chạy quảng cáo thì mấy cái ông mà chạy lâu, chạy nhiều tiền, chạy lâu thì chúng ta thường biết là có một cái loại nữa là bid thầu tay. Đó. Thì bid thầu tay thì vì sao nó không gắn tiền? Vì giá CPM đang cao, vì target sai đối tượng, vì giá bid thấp hơn giá trung bình của kết quả. Và đây là vì giá bid cao hơn giá trung bình so với kết quả. Đáp án của chúng ta là gì? 3 giây bắt đầu. 1 2 3. Đó, vì giá bid của chúng ta thấp hơn giá trung bình của kết quả. Có nghĩa là khi mấy bạn bid thầu tay thì bạn nói Facebook rằng đó là bạn đặt một cái giá thầu là 15.000. Thì mình nói Facebook là khi nào giá trung bình của kết quả đang là dưới 15.000 thì mình hãy hiển thị quảng cáo giúp tao. Thì khi mà nguyên một cái ngày đó luôn, hoàn toàn không có một cái đoạn nào, không có một cái thời điểm nào mà cái giá max của bạn, cái giá kết quả trung bình của thị trường nó dưới 15.000 cả, thì bạn sẽ không chiếm được cái vị trí để hiển thị quảng cáo, đúng không? Thì khi mà không có một slot nào để hiển thị quảng cáo hết thì các bạn sẽ không cắn tiền, mà không được hiển thị mà, thì bạn sẽ không mất tiền. Đối với Facebook thì được hiển thị là mất tiền, nhưng mà bây giờ mình không được hiển thị vì mình đấu giá để hiển thị mà. Tôi đấu giá để hiển thị vào vị trí của người đó, nhưng mà cái người đó bây giờ mày muốn hiển thị vô á thì mày phải trả là 16.000, nhưng mà mày đang đặt cái giá là chỉ có 15.000 thôi, giới hạn của tôi chỉ có 15.000 thôi. Cho nên trong nguyên một cái ngày mình không được hiển thị vào cái vị trí của người đó, thì dẫn tới câu chuyện đó chính là không hiển thị thì không mất tiền. Đấy, bạn trả lời được bao nhiêu câu hỏi?
trên bộ 10 câu hỏi này rồi. Thì rất mong là sắp tới mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để bổ sung kiến thức mới cho mọi người, bởi vì Facebook hiện tại nó có rất nhiều cái mới. Tuy nhiên thì bên Bitany hiện tại đang rất là nhiều việc, rất là nhiều cái dự án phải làm, nhiều cái vấn đề cần phải xử lý, cho nên là clip nó sẽ ra khá là trễ. Thì sắp tới mình sẽ có cộng tác với một bên nữa là bên Udemy để sản xuất video về đào tạo đó. Thì trong tương lai thì có thể là mọi người sẽ gặp mình ở nhiều nền tảng đào tạo hơn đó, và mong rằng là trong tương lai sắp tới thì những cái kiến thức của Bitany có thể giúp ích và hỗ trợ tốt cho bạn trong công việc là chạy quảng cáo Facebook cũng như là Facebook quảng cáo của nhiều nền tảng khác nữa. Mình còn nợ rất là nhiều video, nhưng mà hiện tại công việc của mình cũng khá là nhiều, cho nên là mọi người có thể thông cảm và đừng quên ấn subscribe kênh, like và chia sẻ để cho nhiều bạn biết hơn về Bitany và có thêm kiến thức từ Bitany. Xin chào và hẹn gặp lại.